Và một thông tin cũng liên quan đến tình hình mưa dông. Thưa quý vị và các bạn, theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, mưa dông từ đêm ngày 24 đến sáng nay ngày 25 tháng 8 trên địa bàn tỉnh đã gây ảnh hưởng về sản xuất và cơ sở hạ tầng tại các địa phương, ước tính thiệt hại khoảng 300 triệu đồng. Cụ thể, mưa dông xảy ra cục bộ trên địa bàn các huyện Bát Sát, Bảo Yên, Bảo Thắng và thành phố Lào Cai, làm thiệt hại hơn 11 hecta lúa, hoa màu và cây trồng hàng năm. Trong đó, diện tích lúa bị thiệt hại 8 hecta, tập trung chủ yếu ở xã Việt Tiến, huyện Bảo Yên. Mưa lũ cũng làm một số công trình, cơ sở hạ tầng thủy lợi, cầu dân sinh, bờ suối và đường giao thông bị sạt lở. Các địa phương đã chủ động nắm tình hình, huy động lực lượng tại chỗ khắc phục hậu quả mưa lũ, cắm biển cảnh báo nguy hiểm và tiếp tục kiểm tra, rà soát để phát hiện kịp thời các nguy cơ tiềm ẩn thiên tai. Chủ động, sẵn sàng phương án xử lý, giảm thiểu thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.